Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chăm sóc cây mai tứ quý của mình. Thì giới thiệu với các bạn, đây là cây mai tứ quý, cây mai mễ các bạn. Thường thường thì cây mai mễ này ra bông, rồi cái đài hoa của nó không có rụng mà biến thành màu đỏ giống hệt như là cây mai tứ quý Việt Nam, nên người ta người Việt Nam gọi cây mai mễ là cây mai tứ quý đó các bạn. Thì nó rất là giống luôn các bạn. Khi mà cái hoa nó tàn xong rồi, cái đài hoa của nó biến thành màu đỏ rất là đẹp. Và nó làm hột chung quanh thì được 4-5 hột giống như là cây mai tứ quý Việt Nam. Nên mình gọi nó là cây mai tứ quý nha các bạn. Nhưng mà cây mai tứ quý này là của người Mễ đó. Thì mình ở Mỹ mình gieo hạt cây mai vàng Việt Nam rất là khó, nên Quỳnh Mai gieo mấy lần nó không có lên, nên đành phải chơi cây mai của Mễ. Thì nó cũng được các bạn. Cái hoa của nó khi nở thì màu vàng anh, mặt hoa nó hướng xuống phía dưới mặt đất, chứ không có ngẩng lên như cây mai vàng Việt Nam. Nhưng mà cây mai này của Quỳnh Mai nó được 5-6 cánh chứ không phải 4-5 cánh các bạn, nên cũng coi rất là đẹp. Hàng năm Quỳnh Mai vẫn chơi Tết bằng cây mai này. Và cây mai mễ này của Quỳnh Mai có điều đặc biệt nữa là khi nó nở hoa nó có mùi thơm ngát luôn các bạn. Để ở trong phòng khách để chân mình đi ngang nó, mình nghe mùi thơm, mùi thơm mà thơm dịu chứ không có gắt các bạn đó. Và nó có hoa rất là nhiều luôn. Thì bây giờ vào mùa thu rồi, nên mình đem nó ra mình chăm sóc. Mình sẽ bỏ thêm đất vào cho nó. Thì cây mai này Quỳnh Mai trồng ở trong chậu, nên Quỳnh Mai sẽ dùng cái phân đất dùng trong chậu, đó là cái phân potting mix moisture control của hãng Miracle-Gro nha các bạn. Cái bao màu xanh dương này nó rất là tốt, người ta pha trộn ở trong đó rất là tốt, có bỏ phân tan chậm nữa. Và người ta có đề là thời gian 6 tháng. Đây các bạn nhìn thấy feed up to 6 months. Mình bỏ phân này vào trong cái cây mai thì nó có tác dụng đến 6 tháng và làm cho cái cây lớn gấp 2 lần. Đó là lời quảng cáo của cái hãng Miracle-Gro các bạn. Nhưng mà Quỳnh Mai xài nó cũng cỡ 10 năm rồi, và mình công nhận là nó là rất là tốt, tốt nhất trong các loại phân bao các bạn. Tại vì người ta pha trộn rất là kỹ, đất rất là mịn, xốp, rồi có bỏ phân tan chậm, nên đất rất là thoát nước các bạn, nên mới dùng để trồng cây trong chậu. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ chăm sóc cây mai của mình. Mình sẽ xới đất chung quanh cái gốc của nó lên, đem bỏ cái đất cũ đi và thay cái đất mới vào. Xong rồi Quỳnh Mai sẽ rải phân tan chậm cũng của cái hãng Miracle-Gro luôn. Là cái này, cái bình này các bạn, thì người ta nói cái phân trong bình này là cho hoa, cái cây ăn trái đó.
có cái bông cúc màu trắng đó các bạn. Thì mình, nó thuộc loại phân tan chậm, mình sẽ rắc vòng quanh cái, mình sẽ đào lên rồi mình rắc ở phía dưới mặt đất các bạn, gần cái rễ của nó đó. Để cho cái rễ nó hút chất bổ vào. Thì các bạn nhìn thấy là ở bên ngoài có cái hình là cái rễ dưới mặt đất đó các bạn đó. Thì cái phân tan chậm này 3 tháng mình sẽ cho nó 3 tháng một lần các bạn đó. Thì Quỳnh Mai sẽ bỏ cái phân tan chậm này vào trong cái gốc cây mai, nhưng mà sẽ cách xa cái gốc của nó mà một chút xíu, mình bỏ ở phía ngoài này các bạn. Rồi sau khi mà mình thay đất cho nó, rồi bỏ phân tan chậm, rồi Quỳnh Mai lại tưới cái phân Super Plum để cho cái cây nó hấp thụ cái phân này, để tới Tết nó sẽ nở bông nhiều và rực rỡ các bạn. Tại bây giờ mùa thu còn ánh sáng mặt trời và cái nhiệt độ cũng không có lạnh quá, nên cái cây vẫn còn hấp thụ phân nha các bạn. Cái rễ nó vẫn hấp thụ phân rồi đưa lên nuôi nuôi cành nuôi lá, nên còn tác dụng các bạn. Chứ mà lạnh xuống rồi thì cái cây nó sẽ đi ngủ. Nó sẽ đi ngủ rồi, nó mình có bỏ phân lúc lạnh cũng không có tác dụng gì hết các bạn. Tại vì nó đi ngủ nên cái rễ của nó không có hút cái phân đó lên. Nên bây giờ mùa thu là mình phải bỏ phân cho tất cả các loại cây ở trong vườn của mình đó các bạn. Nó còn hấp thụ phân nên mình phải bỏ phân. Còn tới mùa đông lạnh rồi là mấy cái tất cả các cây nó đều ngưng lại hết. Cái lá nó vàng rồi nó rụng, là thiệt sự nó đi ngủ. Nên mình bỏ phân không có tác dụng gì hết nha các bạn. Nếu các bạn muốn bỏ phân cho các cây trong vườn của mình, như cây mãng cầu, rồi cây cam bưởi quýt chanh, rồi các cây, nói chung là các cây ăn trái hoặc là các cây hoa, thì bỏ liền bây giờ tháng 10 đó các bạn, là thuận tiện cho các bạn bỏ cây cho nó năm xạo mùa xuân nó tươi tốt các bạn đó. Thì rồi sau khi mà thay đất, bỏ phân tan chậm, Quỳnh Mai sẽ bứng. Các bạn nhìn thấy cây mai của mình ở dưới gốc có hai cây mai con đó các bạn. Là nó làm, nó nở qua rồi nó ra hột, rồi cái hạt của nó rụng ở xuống gốc nè các bạn, rồi nó lên được hai cây mai con đó. Thì người ta nói mai mai con thường thường là mình tìm thấy ở dưới gốc cây mai mẹ các bạn. Tại vì khi cái hột nó chín tới rồi, nó là màu thành màu đen đó các bạn. Ban đầu nó màu xanh, rồi nó chín từ từ nó thành màu đen, mà nó đen đến mức nó khô rồi nó rụng xuống dưới gốc, thì nó lên cây con rất là dễ dàng. Còn mình mà hái, mình thấy cái hạt của nó màu đen, mình tưởng là nó chín rồi, mình hái mình đem gieo, thì có khi nó không có lên cây con các bạn. Rất khó để nó lên cây con. Còn nó tự rụng xuống dưới gốc thì nó lên cây con rất là dễ dàng. Thì Quỳnh Mai may mắn có hai cái hạt rụng xuống dưới gốc và lên hai cây mai con này. Nên ngoài cái việc chăm sóc thay phân cho cây mai mẹ, thì Quỳnh Mai sẽ bứng hai cây mai con này vào trong cái chậu nhỏ. Tại vì nó nhỏ xíu, cái thân nó bằng cây tăm, nên mình sẽ bứng nó vào, trồng vào trong cái hai cái chậu nhỏ như thế này các bạn đó. Mình nè, các bạn nhìn thấy cái bề đường kính của cái chậu đen này nó cũng rất là rộng so với cái thân của cây mai con, nên mình trồng vô thì không sao hết.
Nếu mà mình lấy cái chậu lớn hơn nữa mình trồng thì cũng không có tác dụng gì hết, tại vì cái rễ nó cũng không có ăn hết cái phân ở trong cái chậu các bạn, nên mình dùng hai cái chậu nhỏ này là vừa rồi. Và đối với việc trồng cây con hoặc là gieo hạt, Quỳnh Mai cũng dùng cái phân này cotton mix, cái bao màu xanh dương này các bạn, thì cây hoặc hạt nó nảy mầm rất là tốt, cây con lên rất là tốt đó các bạn. Vậy là bây giờ Quỳnh Mai sẽ xúc đất. Trước hết Quỳnh Mai sẽ bứng cây con ra trước các bạn, rồi sẽ xúc đất cũ bỏ đi và bỏ đất mới vào. Mình đã bứng hai cây mai nhỏ ra hai cái chậu rồi nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tưới đẫm nước cho nó. Còn cây mai mẹ là mình đã múc cái phân cũ ra, rồi bỏ phân mới vào gần đầy lên tới miệng rồi các bạn. Và mình bỏ phân tăng chậm cái bình này đây vào trong cái chậu mai. Thì bây giờ mình đã làm cho cây mai mình khỏe lên để mùa xuân có bông nhiều các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay mình mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là bây giờ mùa thu rồi. Quỳnh Mai lấy cây mai tứ quý mễ ra để chăm sóc. Mà thời mai ở trong chậu cây mai mễ của mình có mọc lên hai cây con, nên mình đã lấy hai cây con ra trồng vào trong cái chậu nhỏ, và mình xúc đất cũ ở trong chậu cây mai mẹ ra và để cái phân đất mới vào, và dùng cái bao phân Maricoro của hãng Maricoro, bao màu xanh blue nè các bạn, bỏ vào. Tại vì cái bao phân đất này là thuộc loại trồng cây trong chậu nên nó rất là tươi xốp và rất là tốt. Rồi mình đã bỏ vào, bây giờ mình sẽ tưới phân Super Bloom của hãng Scott vào trong cái chậu mai này 3 ngày liên tiếp các bạn. Rồi mình sẽ tưới nước thường cho đến khi mình đem nó vào trong nhà. Vậy video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn video kỳ sau.